Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt đối mặt với lựa chọn chủ quyền hoặc sở thích cá nhân. Ngày 6 tháng 7, AFP tiếng Việt có bài Đường lưỡi bò không chỉ gây xung đột ngoài biển mà còn cả trên đất liền. Theo đó, chỉ trong vòng 3 ngày, hai sự kiện văn hóa đình đám ở Việt Nam phải đối mặt với việc bị cấm hoặc tẩy chay vì có liên quan đến hình ảnh đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và đây là hình bài trên RFA. RFA cho hay, đầu tiên là thông tin cục điện ảnh ra lệnh cấm chiếu đối với bộ phim Barbie của hãng Warner Bros. Do xuất hiện hình ảnh được cho là đường lưỡi bò trong một cảnh quay. Còn mới đây nhất là làn sóng tẩy chay show diễn của ban nhạc Hàn Quốc Blackpink vì sự xuất hiện của đường chính đoạn ở trang web của đơn vị tổ chức. Theo RFA, khác với hệ lụy mà nó gây ra trên khu vực Biển Đông khi đe dọa về mặt chủ quyền, đã gây ra hiệu ứng phản đối một cách đồng nhất, thì tác động của đường lưỡi bò đối với các sự kiện diễn ra trên đất liền lại gây ra các phản ứng hỗn hợp hơn. RFA cho rằng, trong bối cảnh ở Việt Nam hiện tại, thật khó có thể tưởng tượng nếu một ai đó ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, bởi đối với người Việt, thì chủ quyền lãnh thổ và sự đe dọa từ Trung Quốc vẫn là chất xúc tác chính để khơi dậy chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, RFA cho biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đưa ra tranh chấp chủ quyền ra khỏi phạm vi địa lý và đã thành công trong việc lồng ghép các thông điệp, phản ánh quan điểm của họ về tranh chấp Biển Đông vào các lĩnh vực khác sát với nhu cầu của người tiêu dùng hơn, bao gồm các ấn phẩm văn hóa, nhãn hiệu thời trang, và các ứng dụng tiện ích trên điện thoại di động. Việc này đẩy người Việt Nam vào vị thế buộc phải chọn giữa chủ quyền quốc gia và nhu cầu chính đáng của cá nhân. Chính vì vậy, việc buộc phải chọn một trong hai đã tạo ra những màn tranh luận gay gắt trong lòng xã hội Việt Nam. Và đây là hình nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc. RFA dẫn ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh, người có 15.000 người theo dõi trên Facebook từ Hà Nội nói rằng, đối với bất cứ người Việt Nam nào thì chủ quyền dân tộc luôn luôn là điều thiêng liêng nhất. Chính vì vậy, việc đường lưỡi bò được đăng tải bởi bất cứ công ty hay đơn vị tổ chức sự kiện hay bất cứ dịch vụ, sản phẩm nào liên quan đến người Việt hoặc bán ở thị trường Việt Nam thì người Việt Nam nào cũng có quyền phản đối. Giống như bên Trung Quốc, họ rất cứng rắn trên bất cứ tấm bản đồ thế giới nào mà không có đường lưỡi bò là họ cấm doanh nghiệp đấy bán sản phẩm, dịch vụ hoặc kinh doanh tại đất nước họ. Mặc dù việc này chưa được chính quyền Việt Nam thể hiện bằng luật, nhưng mà là người dân Việt Nam thì mình tự ý thức được việc đó bằng cách tẩy chay. Nhưng theo RFA nhận xét, không phải lúc nào tẩy chay cũng là điều có thể thực hiện một cách dễ dàng, đặc biệt khi đối tượng bị tẩy chay lại là thứ được yêu mến. Vẫn theo RFA, trường hợp của nhóm nhạc Blackpink, lời kêu gọi tẩy chay được bắt nguồn từ một tài khoản TikTok có tên Famine Hill, sau khi tài khoản này cho biết đã phát hiện hình đường lưỡi bò trên trang web của công ty IME Entertainment Group Asia, đơn vị tổ chức buổi biểu diễn nhóm nhạc Blackpink tại Việt Nam. Sau đó, nhiều fan hâm mộ của nhóm nhạc nữ này đã đăng đàn bảo vệ thần tượng của mình. Họ cho rằng việc tẩy chay buổi biểu diễn là không chính đáng. Bởi bản thân các thành viên của ban nhạc Blackpink không hề liên quan đến việc bản đồ hình lưỡi bò xuất hiện trên trang web của đơn vị tổ chức. AFA dẫn tin nhắn của Nguyễn Như Quỳnh, một người hâm mộ nhóm nhạc Blackpink, phản biện lại cáo buộc không yêu nước. Tại sao ủng hộ một buổi biểu diễn được tổ chức tại chính quê nhà của mình lại là không yêu nước cơ chứ? Tình yêu thần tượng đúng là phải đi đôi với tình yêu nước. Nhưng lúc này thì thần tượng của chúng tôi đâu có sai. Họ đâu đăng tải hay tuyên truyền hay phát biểu bất cứ cái gì tới vấn đề này đâu. Và đây là hình chính quyền ra lệnh cấm phim Barbie vì đường lưỡi bò. Ở một góc độ trung lập hơn, AFA dẫn quan điểm của ông Nguyễn Quốc Tấn Trung, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành công pháp quốc tế tại Đại học Victoria, Canada, thì cho rằng phản ứng của dư luận và động thái của nhà nước là có mối liên hệ biện chứng với nhau. Cụ thể, việc nhà nước ban hành các lệnh kiểm duyệt
đã khuyến khích dư luận bày tỏ thái độ tiêu cực với các văn hóa phẩm có hình đường chính đoạn. Và ngược lại, mỗi khi nhà nước thất bại trong việc kiểm duyệt thì sẽ bị dư luận chỉ trích. Trong trường hợp của bộ phim Barbie, thì hành vi kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam đã tạo ra hiệu ứng tốt cho nỗ lực bảo vệ chủ quyền, ông Trung nói. Trong trường hợp này, rất nhiều báo chí quốc tế đã lên tiếng thông tin về sự vụ. Điều này có thể giúp Việt Nam phần nào truyền tải thông điệp cho toàn thế giới rằng chúng tôi không chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Một lần nữa, củng cố vị trí pháp lý và bằng chứng từ phía Việt Nam trong lịch sử đối với việc yêu sách Biển Đông từ Bắc Kinh. Rõ ràng, theo RFA nhận định, với việc Trung Quốc tiếp tục nỗ lực lồng ghép thông điệp về yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông vào các sản phẩm thiết yếu, thì thách thức đặt ra đối với những nước như Việt Nam sẽ còn tiếp diễn. Không chỉ về mặt ngoại giao, khi chính quyền phải giải quyết mối bất đồng với các công ty quốc tế, mà còn về mặt xã hội, khi mà người Việt Nam phải đối mặt với sự lựa chọn hoặc chủ quyền hoặc sở thích cá nhân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Người Việt đối mặt với sự lựa chọn chủ quyền hoặc sở thích cá nhân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D. Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lại một quân nhân chết trong quân đội. Theo tin tức mới nhất từ RFA Tiếng Việt ngày 6 tháng 7, một quân nhân tử vong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng bị nghi là do sát hại. Tin tức về hình ảnh và video về quân nhân này xuất hiện nhiều trên mạng xã hội ở Việt Nam ngày 6 tháng 7. Theo RFA, quân nhân trên là Nguyễn Văn Hào, sinh năm 2004, quê ở thôn Kính Nổ, xã Uy Nổ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Anh này tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ vào tháng 2 năm 2023 và được biên chế tại tiểu đoàn 97, binh chủng pháo binh, đóng quân ở xóm 5, xã Tòng Bạc, huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo thông tin được đăng tải bởi người thân trên mạng xã hội, thì Nguyễn Văn Hào qua đời vào ngày 5 tháng 7. Các hình ảnh chụp thi thể của quân nhân này do gia đình cung cấp cho thấy nhiều vết bầm tím và ảnh chụp nội dung biên bản khám nghiệm tử thi mà gia đình được cơ quan chức năng giao cũng cho thấy quân nhân này bị gãy hai xương sườn bên trái. Và đây là hình RFA đưa tin. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với người thân của quân nhân Nguyễn Văn Hào và được xác nhận những thông tin trên là đúng sự thật. Tuy nhiên, gia đình từ chối trả lời thêm do đang bận lo hậu sự. Trên trang Facebook có tên Trần Hà loan truyền các video và hình ảnh của quân nhân tử vong ngày 6 tháng 7, có dòng trạng thái: trả lại công bằng cho cháu tôi. Cháu tôi đóng quân ở tiểu đoàn 97, xóm 5, xã Tòng Bạc, Ba Vì, Hà Nội. Phóng viên RFA cũng liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Uy Nổ để tìm hiểu thêm thông tin. Cuộc gọi sau đó được nhân viên ở bộ phận một cửa tiếp nhận. Người này đề nghị chuyển cuộc gọi qua cho văn phòng ủy ban, nhưng sau đó cũng không ai bắt máy. Theo báo Dân Việt ngày 6 tháng 7, dẫn lời ông Nguyễn Văn Thiền, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh nói rằng, huyện đã chỉ đạo các đơn vị thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân Hào. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết thêm, các cơ quan chức năng quốc phòng đang điều tra để trả lời chính thức tới gia đình. Cũng theo báo này, Viện Pháp y quân đội đã tiến hành khám nghiệm tử thi quân nhân Hào tại Viện Quân y 105. Theo đài RFA, cũng đã liên hệ với người dân tại địa phương sống gần khu vực nhà của quân nhân Nguyễn Văn Hào và được xác nhận sự việc đang gây xôn xao dư luận ở đây. Hiện tượng quân nhân nghĩa vụ bị tử vong tại doanh trại liên tiếp xảy ra tại Việt Nam trong những năm qua khiến dư luận cả nước quan tâm và gây phẫn nộ trong xã hội. Hầu hết các trường hợp tử vong đều bị đặt nghi vấn về nguyên do,
trong khi phía quân đội luôn kết luận lý do dẫn đến cái chết trên là tự nhiên, tai nạn hoặc tự sát, thì gia đình lại khẳng định con em mình bị đánh mà chết. Và đây là hình lễ tang được tổ chức tại nhà Nguyễn Văn Hào. AFA thống kê rằng trong năm 2022, có ít nhất 2 vụ việc quân nhân bị chết trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Gây chú ý gồm vụ việc của quân nhân Nguyễn Văn Thiên ở Gia Lai và quân nhân Lý Văn Phương quê ở Tuyên Giang. Trong vụ việc này của quân nhân Thiên, ban đầu phía đơn vị kết luận nguyên nhân tử vong là do tự ngã, nhưng sau đó đã buộc phải thừa nhận quân nhân này bị sát hại bởi đồng đội, dẫn đến việc bắt giữ 3 quân nhân khác cùng đơn vị của Nguyễn Văn Thiên. Trước đó, phải kể đến trường hợp của quân nhân Trần Đức Đô ở Bắc Ninh, cũng bị tử vong khi đang đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 6 năm 2021. Sự kiện này gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận cả nước, và mặc dù gia đình một mực khẳng định con em mình bị đánh tử vong, nhưng phía quân đội sau cùng vẫn kết luận là do tự sát. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng, bản chất vụ việc về quân nhân Trần Đức Đô đã bị các thế lực thù địch bóp méo, lợi dụng để xuyên tạc. Hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cần phải hiểu rõ bản chất vụ việc, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người thân, làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời Báo chấm D với bản tin Lại một quân nhân chết trong quân đội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời Báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời Báo chấm D.